Điểm bán hàng trả giá này được tiếp nối từ dự án siêu thị giả chiến mà Ủy ban Nhân dân quận 5 đã thực hiện trong đợt dịch vừa qua. Các mặt hàng đa dạng khi có đến gần 50 loại từ thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm, nông sản đến các loại thực phẩm đóng gói. Đối với lại các cái doanh nghiệp khi tham gia tại đây thì thứ nhất là phải có cái nguồn cung cấp đa dạng, có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các mặt hàng phải uy tín, chất lượng và quan trọng hơn hết là phải có một cái chính sách là hỗ trợ giá cho người dân với cái mức trợ giá thấp hơn ở ngoài thị trường khoảng 40%. Nguồn hàng mình nhập từ các tỉnh miền Tây lên, giống như là mình nhập giá gốc lên, chỉ phụ thêm 1-2 ngàn tiền xe thôi. Bởi thành ra giá nó rất là rẻ so với thị trường ở đây bán là có 20-30 ngàn một ký lô luôn. Giá các mặt hàng cụ thể, một số loại như cá điêu hồng sống 47.000 đồng một ký, ốc móng tay 35.000 đồng một ký, các mặt hàng thịt heo đều có giá từ 100 đến 110.000 đồng một ký. Các loại nông sản như dưa leo, mướp, rau cải có giá dao động từ 12 đến 28.000 đồng một ký. Phiên chợ phục vụ tất cả người dân trên địa bàn thành phố với mức giá hỗ trợ, nhiều người rất vui mừng khi có thể giảm thiểu chi tiêu cho gia đình. 2-3 ngày tới mua đây rất thoải mái mà rất ứng tác dụng lắm. Rẻ, ngon. Thí dụ như nó cải thảo đi. Cải thảo ở ngoài nó bán tới 35.000. Đây bán có 25. Mua nải chuối xứ có 17.000 à. Mình ra ngoài mua tới 40.000. Hiện tại có 12 quầy kinh doanh luôn trong tình trạng đông khách. Theo đó chương trình dự kiến kéo dài đến cuối năm và không áp đặt khung giờ hoạt động. Các quầy sạp có thể bán cả ngày để hỗ trợ người dân.